Chuyện kể về mấy chuyện trong nhà, có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mỗi khi có vấp ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chị em ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vắt vai, nhưng chị em ta vẫn sẽ là mãi mãi. Cuộc sống cứ thế vận hành, bao giờ lao xe mới khiến thân xuống thấy xanh. Đôi khi coi này lôi thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Hôm nay ta mới sau cùng một tiến lên, bây giờ ta mới xa xa kia kế bên. Mà kệ ta cứ sống và vì chúng ta là chị em một nhà. We fly, có thể lo cho nhau chạy dương. You are fine, nếu muốn dừng lại đi, mình cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì vẫn sẽ ngồi cạnh bên nhau. Mày làm gì vậy? Tao làm việc. Làm việc? Ừ. Hồ sơ đây nè bà ơi. Đây nè, đọc cái này đi. Xí nữa sếp vô hỏi, biết đường mà nói. Ừ. Đọc đi nha. Ok ok. Chào mọi người nha. Làm gì ngay người đó vậy? Thằng ngắm trai của anh ta vậy? Bớt nhìn người ta lại đi. Cái mặt mày á, nghĩ cái gì là hiện ra rõ trên mặt vậy đó. Có lỗi gì đâu. Lỗi gì? Lộ mồn một cái độ mê trai của mày thôi. Ảnh là Hoàng, nhân viên marketing của công ty. Làm hơi lâu năm rồi á. Ra là vậy. Mà mày làm gì? Tao mê trai mày khó chịu. Mê trai giờ không quan trọng. Cái này mới quan trọng nè. Chuyện gì? Có mang cái đó không? Tự nhiên tới, đỡ không kịp. Cái gì mày tới rồi hả? Con không? Có. Hên do mày là lúc nào tao cũng dự phòng trong người đó. Lấy đi. Rồi hai cái lấy cái nào? Cái nào cũng được. Cái nào cũng được hả? Cảm ơn bạn tốt nha. Không cản trở sự mê trai của mày nữa. Vui vẻ quyết thắng. Anh ơi, ký giúp em cái. Cái này đúng không? Dạ. Xin lỗi mọi người, tôi chỉ bị cảm lạnh thôi à. Anh ơi, anh bị cảm lạnh mà sao anh không đeo khẩu trang vô anh? Có, mà tại vì sáng nhà anh nó hết rồi, chạy ra tìm thuốc tây thì cũng không còn bán nữa. Trễ giờ luôn nè. Anh ký lẹ lẹ giúp em đi. Chào anh, em là Lily, nhân viên mới của công ty. Chào em, anh là Hoàng, rất vui được biết. Anh xin lỗi, anh chỉ bị cảm lạnh thôi à. À, hồi nãy em có nghe qua câu chuyện của anh rồi. À, em có mua ít khẩu trang á, anh lấy mà xài đi. Ôi, em làm vậy sao được. Thôi anh đừng có ngại, giờ sức khỏe quan trọng hơn. Thời tiết bên ngoài lạnh á, dễ bị cảm lạnh lắm. Thôi em, khẩu trang giờ mắc lắm, anh lấy không có tiện đâu em. Ở nhà em còn nhiều lắm. Còn nhiều, sao em còn đi mua? Em mua dự phòng á, tại vì có những người dự phòng như em thì ở ngoài người ta mới hết khẩu trang á. Cảm ơn nha. Ông em, hôm nào rảnh cho anh mời đi cà phê nha. Nếu như anh đã có ý thì em từ chối sao được. Thôi em về đây. Rồi.
Rồi hai cái lấy cái nào? Cái nào cũng được. Cái nào cũng được hả? Cảm ơn bạn tốt nha. Gấp mà gói kỹ dữ vậy. Trở lại với mọi người rồi đây. Chào cả nhà yêu của Kim. Anna chào mọi người đi. Chào, mình là Anna. Rồi, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người cái mẫu đồng hot hòn hòn của nhà em luôn nha cả nhà nha. Đây 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 đây. Đây cái mẫu đồng này nè. Cái mẫu đồng đầu tiên mà em giới thiệu cho mọi người là cái mẫu đồng nói thẳng ra là rất là già nha cả nhà nha. Nè mọi người thấy không? Con gái bận đầm màu đen á là đã già rồi mà cái quả tiết này nữa nè. Đó coi nè. Đi trong đêm á là chìm trong bóng tối luôn nha cả nhà. Đó. Rồi, Anna thôi lấy cái đầm khác cho tôi đi. Đó, cái đầm đẹp. Đó, cái màu này thưa tươi hơn hẳn nè cả nhà thấy không? Đó, thôi. Qua cái mẫu này á thì em giới thiệu với cả nhà nha. Nhìn nè, cái lưng dài thường thường luôn. Chị nào cao 1m8 á em nói mặt vừa nha, còn chị nào cao 1m58 chịu khó mang gì độn giùm em nha mấy chị nha. Rồi cất vô đi. Rồi đó. Mua thì mua, không mua thì mua nha cả nhà. Mua giùm ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn nha cả nhà. Rồi chị ơi, bạn nào mua comment mẫu nè, size nè, chốt số điện thoại. Comment đúng số điện thoại mới chốt đơn nha mấy chị ơi, mấy chị. Ê nói nghe nè. Gì? Buôn bán gì nói chuyện lạ lùng vậy? Sao có gì đâu kỳ. Mà nói vậy ai mua? Tôi nói chuyện chân thật vậy thôi chứ. Cái nhà thấy em nói chuyện chân thật đúng không? Dễ thương gì đâu á. Buôn bán là phải chân thật. Cái style bây giờ là buôn bán phải chân thật. Không nói điêu, không nói xạo. Ủa? Chị? Cái chị kỳ kỳ gì nè? Comment gì vậy ta? Đồ xấu quá không ai mua. Ủa chị? Em buôn bán có, nó có sách mắm có trứng luôn. Anh Na, đưa cái đồng đó đồng bông. Trời, nổi bật luôn. Chị coi đồ em về làm chị kêu xấu. Bây giờ mấy người buôn bán quê mùa quá chị ơi. Ai mà buôn bán bây giờ mà comment chốt đơn quăng hàng cái chốt đơn xạo hết, em nói xạo hết. Thời buổi bây giờ khó khăn lắm. Ngày bán được 10 cái áo là mình nước mắt. Dạ, gì chị? Anh Na, soạn mấy cái bộ đồ đẹp đẹp đó. Nè thấy chưa, mới nó có khách hàng liền á. Em nói đâu, nó có sách, nó có chứng liền. Mấy chị đợi em xíu nha, rồi comment đi. Đúng mẫu, đúng size, đúng số điện thoại em chốt được. Alo. Cái gì? 80 cái đầm. Đi cẩn thận nha. Tôi biết rồi. Ta gọi cũng nghe máy nữa. Tụi bay nhanh. Con này nó giật chồng tao. Lên. Mày ngon lắm. Ủa? Mấy người là ai? Giật chồng tao còn hỏi tao là ai hả mày? Bà tôi cũng biết là ai nữa chứ mà giật chồng bà. Không cần nói nhiều. Lột đồ cạo đầu bố dơ nó cho tao. Lấy chìa khóa. Lấy chìa khóa nhanh. Mở ra. Dừng lại. Mở ra. Nè mấy người kia. Mấy người là ai vậy hả? Giữa ban ngày ban mặt tao dám ăn hiếp con gái nhà người ta. Có tin á là tôi báo công an không hả? Thả ra chưa? Công an cái gì mà công an? Nó giật chồng tao thì tao đánh nó. Liên quan gì tới tụi bay? Nè 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 nè. Nín đi.
Chị đây đã định im lặng rồi, đã ăn cướp rồi còn chống chế ngu nữa. Khi mà bị gắt giật chồng á thì làm ơn về nhà coi lại cái bản thân mình cái. Rồi điều thứ hai là coi lại chồng mình đi, chứ không phải là lo người ta ra đường đánh vậy đâu. Ủa chị, tụi nó đang ăn cướp mà nói gì dài dòng vậy? Tao quên. Thấy chưa, leo lên xe người khác ngồi như vậy rồi chắc chắn là ăn cướp rồi. Tôi gọi công an liền. Gọi lẹ đi em. Công an cái gì mà công an? Chị. Có nhiều đó mà cũng không thông nữa. Alo, anh công an hả? Ở đây có mấy người đang cướp này anh ơi. Anh tới liền nha anh. Tụi bay lên. Mới lên hả? Trời ơi, trời ơi. Mới người ta ăn cướp. Mới người ta ăn cướp. Ngồi lên, ngồi lên. Tao có hành ống nha. Lên một cái là trời lửa đầu từng đứa nha. Tụi bay quay xe. Xe đâu quay chị? Ai đó. Trời ơi, mày con. Mày bị quay, mày quay đây. 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 Anh nghĩ tới đây á thì chắc an toàn rồi đó. Dạ. Em ổn không? Em cũng không sao. Cảm ơn anh đã giúp em nha. Không có gì đâu. Trời, hình như là chị mới vừa cứu hai đứa luôn phải không? Dạ, em cũng cảm ơn chị đã cứu em ạ. Vậy, dễ rồi. À, mà anh tên Khen, còn em tên gì? Dạ em tên Kim. Em lo canh xe đi. Kim gì, hồi mất luôn cái hiện Kim bây giờ. Dạ. Nè, đây là danh thiếp của anh, có gì thì gọi cho anh nha. Còn đây là danh thiếp của em. À, em bán hàng online, có gì anh liên hệ với em ở đây nha. Ôi, bán hàng online phải không? Dạ, em bán quần áo với mỹ phẩm. Có son nữa chị, chị cũng xài son nữa nè. Cảm ơn em. Xinh quá à. Hôm nay em bị bùng hàng, hay đem tặng chị mấy cây hả? À không, không, cứ giữ xài đi em, cứ giữ để anh xài đi. Không cần, đi về. Dạ. Chào anh chị ạ. Dù đâu ta vẫn luôn bên nhau. Chị em chúng ta dẫu có nhìn lại sẽ thấy không sao, vì chính chúng mình cũng đã có thanh xuân. Mây bay cao quá không chúng ta biết sẽ. We fly. Có thể luôn chung như cháy rực. You are fine. Nếu muốn dừng lại đi, mình cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì vẫn sẽ một cạnh bên nhau.